Tôi trình bày một lời giải đề thi cuối kỳ toàn cao cấp C1 đọc Sài Gòn kỳ 1 năm 2023. Câu 1. Câu A, tính liệm một chữ lớp này ba của một cộng x trừ đi một chữ x tiếng về không. Giờ hồi nãy các anh chị thấy là nó có dạng là vô cùng trừ đi vô cùng. Ví dụ x tiến về 0 cộng đi thì 1 chia 0 cộng là cộng vô cùng. Rồi 1 cộng với x tiến về 1 cộng log na ba của 1 cộng là 0 cộng, 1 chia 0 cộng cũng là cộng vô cùng. Cho nên là đây là giới hạn nó rơi vô cái dạng vô định là vô cùng trừ vô cùng. Quy đồng mẫu thức. Tiến về không cộng, tiến về không. Chứ hàng này rõ ràng bây giờ nó có dạng không chia không. Các chị áp dụng quy tắc L'Hôpital này. Đạo hàm riêng tử x đạo hàm bằng 1 log u đạo hàm bằng u phẩy chia u. U phẩy là 1 cộng x lấy đạo hàm rõ ràng là 1. Tranh cho u là tranh cho 1 cộng x. Giữa mẫu có dạng u nhân v, u phẩy là 1 nhân với v là log của 1 cộng x. Cộng với u là x nhân v phẩy log của 1 cộng x đạo hàm là 1 trên 1 cộng x. Tiến về không. Và các anh chị thấy là giới hạn này vẫn còn dạng không trên không. Ta áp dụng quy tắc L'Hôpital lần thứ nhì. Trừ 1 chia 1 cộng x lấy đạo hàm là cộng 1 chia 1 cộng x đem bình phương. Giữa mẫu log na ba của 1 cộng x lấy đạo hàm là 1 trên 1 cộng x. X trên chữ x cộng 1 lấy đạo hàm. Chúng ta để ý là có nhiều cách làm, nhưng mà để x ax cộng b chia cx cộng d mà các anh chị lấy đạo hàm thì chúng ta biết bằng AD trừ BC trên cho CX cộng D đem bình phương. Không thì mình cứ lấy đạo hàm của một thương bình thường, u chia V lấy đạo hàm X chia X cộng 1 lấy đạo hàm. Rồi là 1 trừ đi 0 chia cho X cộng 1 đem bình phương.
Và tới đây thì các anh chị thấy là giới hạn xác định, chúng ta chỉ việc thế x bằng 0 vô thôi. Trình tự dễ thế là 1, chia mẫu dễ thế là 1 cộng 1. Cho nên đáp số là 1 chia 2. Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số y bằng x trừ 1 chia x bình cộng x cộng 2. Là bài toán lớp 12. Mình xác định rõ ràng là R. Ta để ý là x bình cộng x cộng 2 thì bằng x cộng 1 phần 2 đem bình phương. Cộng với 7 phần 4. Rõ ràng là dương với mọi x thuộc R. Đào hàm. Đạo hàm có một thương. Lấy đạo hàm trình tự là 1 nhân với dưới mẫu. Trừ đi trình tự nhân với đạo hàm dưới mẫu, x bình đạo hàm là 2x. X đạo hàm là 1. X bình cộng x cộng 2 đem bình phương. Đây chỉ là một cách trình bày cho bài toán lớn nhất bé nhất. Ngoài ra thì có nhiều cái phương pháp khác. X bình trừ đi 2 x bình là trừ x bình phương. Ở đây là x trừ 2x là trừ x, có dư trừ là cộng x, với x là 2x. Trừ 1 nhân với 1 là trừ 1, có trừ là cộng 1, với 2 là 3. Cộng 3. Chia x bình cộng x cộng 2. Đem bình phương. Y phải bằng 0. Tương đương với trừ x bình cộng 2x cộng 3 bằng 0. Các anh chị thấy có dạng A cộng B cộng C bằng 0. A trừ B cộng C bằng 0. Một nghiệm bằng trừ 1, một nghiệm bằng trừ C chia A, tức là 3. Liêm của y khi x tiến về cộng hoặc trừ vô cùng. Liêm của x trừ 1 chia x bình cộng x cộng 2. X tiến về cộng hoặc trừ vô cùng. Ở đây chúng ta biết hai giới hạn này nó sẽ có chung đáp số, cho nên mình viết chung luôn. Chia tử và mẫu cho x bình đi. Trên tử là 1 chia x trừ đi 1 chia x bình phương. Chia mẫu là 1 cộng 1 chia x cộng 2 chia x bình phương. X tiến về cộng hoặc trừ vô cùng. X tiến về cộng hoặc trừ vô cùng thì 1 chia x rõ ràng tiến về 0. 1 chia x bình cũng tiến về 0. Chứ mẫu là 1. 1 chia x tiến về 0. Rồi 2 chia x bình tiến về 0. Và các anh chị thấy kết quả là 0 chia 1 là 0. Ta lập bảng biến thiên.
y phẩy y, x đi từ trừ vô cùng, trừ 1, 3, cộng vô cùng. Tại trừ 1 với 3 thì y phẩy bằng 0. Và các anh chị để ý là dấu của y phẩy, dấu của y phẩy rõ ràng chính là dấu của biểu thức trình tự trừ x bình cộng hay x cộng 3, giữ mẫu luôn luôn dương ra. Dấu tam thức bậc 2 thì chúng ta biết rằng là trong trái ngoài cùng. Trong khoảng hai nghiệm, dấu tam thức trái dấu với hệ số của x bình trái với âm là dương. Ngoài cùng có nghĩa là lớn hơn nghiệm lớn hoặc bé hơn nghiệm bé, thì dấu tam thức bậc 2 cùng dấu với hệ số của x bình và cùng với âm là âm thôi. Rồi, và đạo hàm y phẩy âm thì hàm số giảm thể hiện bởi mũi tên đi xuống. Y phẩy dương hàm tăng thể hiện bởi mũi tên đi lên. Y phẩy âm hàm giảm thể hiện bởi mũi tên đi xuống. Ở cái bước vừa rồi tính liêm á, x tiến về cộng trừ vô cùng thì chúng ta thấy là y tiến về 0, chỗ này là 0. Đây là 0. X bằng trừ 1 thế vào hàm ban đầu. Trừ 1 trừ 1 là trừ 2, chia mẫu là trừ 1 bình là 1, trừ 1 là 0. Như vậy trừ 2 chia 2 là trừ 1. X bằng 3, 3 trừ 1 là 2, 9 cộng 3 12 với 2 là 14. 2 chia 14 1/7. Đúng rồi. Rồi, và như vậy từ phản biến thiên các anh chị kết luận ha. Vậy. Mắt của y thuộc R. Rõ ràng chúng ta thấy giá trị lớn nhất là 1/7 và đạt được tại x bằng 3, mình viết là bằng y tại 3. Còn giá trị nhỏ nhất biên của y, y thuộc R, rõ ràng là trừ 1 và đạt được tại x bằng trừ 1. Đây là bài toán lớp 12 thông thường. Chỉ như trong đề thi thì cũng có câu dễ câu khó ha. Con C chắc là cho các anh chị bên các ngành kinh tế mà văn, cho nên là cũng tương đối cơ bản. Tính tích phân. Tích phân từ 0 tới 1. X chia căn bậc 2 của x mũ 4 cộng 1. Đây. Đặt t bằng x bình phương. Kéo
theo DT bằng 2XDX. K theo XDX bằng DT chia 2. Thì mình đổi cần. X đi từ 0 tới 1. X bằng 0 thì T bằng 0. X bằng 1 anh chị thay T bằng 1. Như vậy bây giờ bằng tích phân cũng từ 0 tới 1 theo biến mới. X dx thì mình thay với dt chia 2. Căn bậc 2. X mũ 4 thì các chị thấy là x bình đem bình, tức là t bình phương cộng với 1. Một phần 2 các chị đưa ra ngoài tích phân từ 0 tới 1 của dt chia căn bậc 2 của t bình phương cộng 1. Và tới đây rõ ràng chúng ta thấy là có công thức cơ bản rồi. Công thức cơ bản đó là công thức gì? Tích phân của dx chia căn bậc 2 của x bình cộng k bằng log n3 trừ tích của x cộng với căn bậc 2 của x bình cộng k cộng c. Áp dụng công thức đó với x ở đây là t và k là số 1. Vậy các anh chị được 1/2 log n3 trị tuyệt đối của t cộng với căn bậc 2 của t bình phương cộng 1 cận đi từ 0 tới 1. Thay t bởi cận trên 1 cộng căn bậc 2 của 2, trừ đi thay t bởi căn dưới, thay t bởi số 0. Và để ý là log n3 của 1 thì bằng 0, cho nên đáp số là 1/2 nhân với log n3 của 1 cộng căn bậc 2 của 2 là đáp số cuối cùng của câu 2. Tích phân từ 0 đến cộng vô cùng của dx chia x bình cộng x cộng 1. Nhưng câu này thì nó không tầm thường ha. Ý mới ở toán cao cấp đó là tích phân suy rộng có căn vô hạn. Và đồng thời cái ý mới thứ hai là tích phân này sẽ chứa hạt tan. Những cái ý mới. Tích phân suy rộng. Ý thứ hai là tích phân của DU chia U bình cộng với A bình bằng 1 chia A như vậy hạt tan của U chia A cộng C. Hai cái ý mới trong cái bài này. Mới là mới so với phổ thông.
Bước 1. Cho tôi đi tính tích phân từ 0 đến t của dx chia x bình phương cộng x cộng 1. Ở đây t các chị hình dung là một số dương. Phần tích phân từ 0 đến t của dx trên cho x cộng 1 phần 2 đem bình phương cộng với 3 phần 4. Chỉ nhìn đến đây thì tôi có thể dùng các công thức để viết đáp số ra cho nó nhanh, nhưng mà tôi muốn cố ý là viết từ từ. Đặt u bằng x cộng 1 phần 2. Kéo theo du bằng dx x cộng 1 phần 2 lấy đạo hàm là 1 nhân với dx. Giờ các anh chị đổi cận. X đi từ 0 tới t, u đi từ 1 phần 2 đến t cộng 1 phần 2. Thay x bằng 0 với x bằng t vào thôi. Và như vậy lúc này các anh chị thấy a sẽ bằng tích phân từ 1 phần 2 đến 1 phần 2 cộng t. Dx thay bởi du với mẫu là x cộng 1 phần 2 đem bình trở thành u bình phương. 3 phần 4 tôi viết lại là căn bậc 2 của 3 chia 2 đem bình phương. Tích phân của du chia u bình cộng a bình là 1 chia a là 1 chia căn bậc 2 của 3 chia 2 nhân với arctan của u chia a, u chia căn bậc 2 của 3 chia 2. Cần đi từ 1 phần 2 đến t cộng 1 phần 2. Vậy là 2 chia căn bậc 2 của 3 nhân với arctan của 2u chia căn 3. Cần đi từ 1 phần 2 đến 1 phần 2 cộng t. Hai chia căn bậc 2 của 3. Thay u bởi cận trên. Thay u bởi 1 phần 2 cộng t thì các anh chị thấy 2u sẽ là 1 cộng 2t. Chia căn bậc 2 của 3 trừ đi 2 chia căn bậc 2 của 3 nhân với arctan. Thay u bởi 1 phần 2 thì 2u là 1 chia căn bậc 2 của 3.
hãy chia căn bằng 2 của 3. Hạch tan của 2u 2t cộng 1 chia căn bằng 2 của 3 trừ đi 2 chia căn bằng 2 của 3. Các chị để ý hạch tan của 1 chia căn 3 là bị chia 6. Lát nữa mình thay sau cũng được. Để tôi thay trước luôn. Hai chia căn bằng 2 của 3. Hạch tan của 2t cộng 1 chia căn bằng 2 của 3. Trừ đi như vậy là pi chia 3 căn 3. Đó là bước 1. Bước 2. Giờ các anh chị đi tính liêm của kết quả vừa rồi khi t tiến về cộng vô cùng. Liêm của 2 chia căn bằng 2 của 3 nhân với hạch tan của 2t cộng 1 chia căn bằng 2 của 3 trừ đi pi chia 3 căn 3. T tiến về cộng vô cùng. T tiến về cộng vô cùng thì 2t cộng 1 chia căn 3 là tiến về cộng vô cùng, là 2 chia căn bằng 2 của 3 nhân với hạch tan của cộng vô cùng. Còn không, mình viết luôn kết quả ra. Phía sau là pi chia 3 căn 3 là hằng số. Viết lại là liêm của hằng số thì bằng chính nó đó. À, chúng ta biết rằng là hạch tan của cộng vô cùng là pi chia 2. Về đơn giản tử và mẫu cho 2 đi, còn pi chia cho căn bằng 2 của 3 trừ đi pi chia 3 căn 3. Vậy các anh chị có mẫu số chung là 3 căn 3 thì 3 pi trừ đi pi là 2 pi, đáp số là 2 pi chia 3 căn bằng 2 của 3. Rõ ràng kết quả này là một số thực hữu hạn. Bước 3, các anh chị kết luận. Vậy tích phân hội tụ. Tích phân suy động hội tụ. Đã cho đó, hội tụ. Và có giá trị. Pi chia 3 căn 3 và ký hiệu tích phân từ 0 đến cộng vô cùng dx chia x bình cộng x cộng 1 bằng 2 pi chia 3 căn 3. Tạm dùng giấy cho này luôn. Câu 2B tóm lại là bắt đầu cũng
khó chịu, viết cho nó kỹ lưỡng cẩn thận thì phải lưu ý ha. Câu A. Cho Z bằng X trên cho log nó 3 của X cộng Y. Chứng minh hệ thức về đạo hàm riêng. Z phẩy X. X chia cho log nó 3 của X cộng Y. Các anh chị lấy đạo hàm. Đạo hàm riêng theo biến X. Đạo hàm của một thương x đạo hàm theo x nhân với dĩ mẫu trừ đi trinh tử nhân với đạo hàm của dĩ mẫu làm riêng theo x chia cho mẫu bình phương đạo hàm của u chia vang. X đạo hàm là 1 nhân với log na 3 của x cộng y trừ đi x nhân với log của x cộng y đạo hàm log u đạo hàm bằng u phẩy chia cho u trên cho log na 3 của log bình luôn đi x cộng y chúng ta có thể để cái dấu bình phương bên trong log rồi tôi viết từ từ log na 3 của x cộng y trừ đi các anh chị thấy rằng là x lấy đạo hàm riêng theo x là bằng 1 còn y đạo hàm bằng 0 vậy là coi như con x trên cho x cộng y trên cho log bình của x cộng y rồi chúng ta có thể để đạo hàm riêng của hàm z theo biến x tại đó và z phẩy y x chia cho log na 3 của x cộng y lấy đạo hàm riêng theo y thì các anh chị có thể dùng cái đạo hàm của một thương như lúc nãy hoặc là x là hàng số tôi đưa ra ngoài đi còn 1 trên cho log na 3 của x cộng y lấy đạo hàm riêng theo y chung có nhiều cách viết các chị ha một chia u mà lấy đạo hàm là trừ u phẩy chia u bình phương trừ u phẩy là log na 3 của x cộng y lấy đạo hàm riêng theo y chia u bình là chia log bình của x cộng y x nhân với trừ đi log u đạo hàm bằng u phẩy chia u x cộng y lấy đạo hàm riêng theo y chia x cộng y
chia cho log bình của x cộng y. X cộng y lấy nằm riêng theo y là x đàm bằng 0, y đàm hàm là 1, chia cho x cộng y trên cho log bình của x cộng y. Ta có thể viết lại lần nữa là trừ đi x trên cho x cộng y nhân với log bình của x cộng y. Để như thế này thì nó dễ chịu hơn ha. Vậy z phẩy x trừ z phẩy y bằng, các anh chị thấy là đạo hàm riêng của hàm z theo biến x và kết quả chỗ này đây. Giờ log nabla của x cộng y chia cho log bình, tôi viết luôn thành 1 trên cho log nabla của x cộng y, trừ đi x trên cho x cộng y trên cho log bình, tôi viết luôn thành x trên cho x cộng y nhân với log bình của x cộng y, đó là z phẩy theo x, trừ đi z phẩy theo y, trừ đi đàm riêng của hàm z theo biến y. Đây, trừ đi trừ thành cộng x trên cho x cộng y nhân với log bình của x cộng y. À, như vậy các anh chị thấy là hai số hạng phía sau nó triệt tiêu. Cho nên là hai phía số hạng phía sau triệt tiêu với nhau. Vậy là còn 1 trên cho log nabla của x cộng y. Và đây chính là điều phải chứng minh. Cho hàm z bằng e mũ x trừ đi x y. Đây bài yêu cầu là tính các đàm riêng cấp 2. Z phẩy theo x bằng e mũ x trừ đi x y. Lấy đàm riêng theo x. E mũ u đạo hàm thì các anh chị biết rằng là bằng e mũ u nhân với u phẩy x trừ x y. U phải có nghĩa là x trừ đi x y, lấy đàm riêng theo x bằng e mũ x trừ x y nhân với x đạo hàm là 1, x nhân y lấy đàm riêng theo x là bằng y. Ta cứ ghi nhớ là khi tính đàm riêng theo x thì mình xem y là hằng số, xem y là hằng. Rồi chúng ta tính đàm riêng cấp 2 theo x luôn đi. Anh chị lấy z một phẩy theo x, tính đạo hàm riêng lần nữa theo biến x. E mũ x trừ x y
nhân với 1 trừ y. Lấy đồng riêng theo x. Một trừ y là hằng số chúng ta đưa ra ngoài, bên trong là a mũ x trừ x y, lấy đồng riêng theo x. Ta lại lặp lại các cái bước lúc nãy. A mũ u đạo hàm bằng a mũ u nhân với u phẩy là x trừ x y, lấy đồng riêng theo x. Một trừ y a mũ x trừ x y, x lấy đồng riêng theo x là 1, x nhân y lấy đồng riêng theo x là y, và như vậy đáp số sẽ là 1 trừ y bình phương nhân với a mũ x trừ x y, đó là đồng riêng cấp 2 theo x. Còn là bài này thì kiểm tra cái kỹ năng tính toán. Công thức đạo hàm thì cũng tương đối cơ bản. Chờ z phải theo y, a mũ x trừ x y, lấy đồng riêng theo y. Đồng riêng theo y thì chúng ta lưu ý là mình xem x là hằng, xem x là hằng. A mũ x trừ x y, a mũ u nhân với u phẩy, x trừ x y lấy đồng riêng theo theo y. Đồng riêng theo y thì xem x là hằng số thì x đạo hàm là bằng 0, trừ x y lấy đồng riêng theo y thì y đạo hàm là 1 nhân với trừ x là trừ x. Z hai phẩy theo y có được bằng cách lấy z phẩy theo y tính đạo hàm riêng lần thứ nhì theo y. A mũ x trừ x y nhân với trừ x, lấy đồng riêng theo y. Đồng riêng theo y thì trừ x là hằng số mình đưa ra ngoài đi. A mũ x trừ x y lấy đồng riêng theo y. A mũ u đạo hàm bằng a mũ u nhân u phẩy, u phẩy nghĩa là x trừ y lấy đồng riêng theo y. Đồng riêng theo y thì x đạo hàm bằng 0, trừ x y lấy đồng riêng theo y là trừ x. Như vậy là trừ x nhân với trừ x là x bình phương, a mũ x trừ x y, và đó là đáp số đồng riêng cấp 2 theo y. Việc tính toán đạo hàm. Số 4. Câu A. Tìm cực trị của hàm z bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình cộng 1 cộng với x bình nhân y bình. Anh nhìn có vẻ cũng phức tạp à. Ta để ý là mình xác định là toàn bộ mặt phẳng ra bình phương. Bây giờ mình tính z phẩy x. Căn u đạo hàm bằng u phẩy chia 2 căn u, x bình lấy đạo hàm là 2x chia 2 căn là còn x chia căn.
x bình nhân y bình lấy làm riêng theo x là 2x nhân với y bình phương. Các anh chị cho bằng 0. Tương tự z phẩy y. Căn u đạo hàm bằng u phẩy chia 2 căn u, y bình đạo hàm là 2y, còn x bình cộng 1 là hàng số đạo hàm bằng 0. 2y chia 2 căn là còn y chia căn. X bình là hàng số để nguyên, y bình đạo hàm là 2y, như vậy là 2x bình y cho bằng 0. Phương trình thứ nhất, các anh chị rút x thừa số chung. Chúng ta dễ thấy là 1 chia căn của x bình cộng y bình cộng 1 cộng 2y bình bằng 0. Phương trình thứ hai, các anh chị rút y thừa số chung. 1 chia căn cộng với 2x bình. À, như vậy để các anh chị thấy là dẫn đến chỉ có một điểm dừng duy nhất thôi chính là x bằng 0, y bằng 0. Biểu thức này rõ ràng chúng ta thấy là dương hẳn, cho nên dẫn đến hệ này chỉ có duy nhất một nghiệm là x bằng 0, y bằng 0. Một điểm dừng duy nhất thôi. Bước thứ nhì, tính a bằng đạm riêng cấp 2 theo biến x. Phức tạp này ha. U chia về lấy đạo hàm u phẩy là 1 nhân với v là nhân với căn, trừ đi u nhân v phẩy, căn này đạo hàm là u phẩy chia 2 căn u, thì thành ra là x chia căn. Chia cho u bình là chia x bình cộng y bình cộng 1. X y bình và lấy đạm riêng theo x là còn 2 y bình. Các anh chị quy đồng mẫu thức riêng tử đi. Như vậy là được x bình cộng y bình cộng 1 trừ đi x bình. Và dưới mẫu là thành x bình cộng y bình cộng 1 với căn của x bình cộng y bình cộng 1. Như vậy là còn y bình phương cộng 1
chia cho x bình cộng y bình cộng 1 nhân với căn, hoặc là chúng ta có thể viết lũy thừa 3/2 cũng được, tùy các anh chị. Đây là một cái cách trình bày. Bây giờ hệ số A mà tại điểm dừng 0,0 rõ ràng các anh chị thấy là bằng 1, tức là thay x bằng 0, y bằng 0 về thấy là 1. B z 2, xy thì chị lấy z phải theo x đạo hàm lần nữa theo biến y. X chia căn của x bình cộng y bình cộng 1 cộng 2 x y bình phương, lấy đạo hàm riêng theo y. X là hàng số đưa ra ngoài. Ở đây có dạng 1 chia U. 1 chia U. Đạo hàm bằng trừ U phải chia U bình phương. Trừ đi. Và U phải là nguyên cái căn này, lấy đạo hàm là căn U, đạo hàm là U phải chia 2 căn U. Nhưng mà để ý là lấy đạo hàm riêng theo Y. Y bình đạo hàm là 2Y chia 2 căn là còn Y chia căn. Chia cho u bình là x bình cộng y bình cộng 1. Y bình lấy đạo hàm riêng là 2y. Thay biến y là 2y, nhưng mà 2x là 4xy. Trừ xy chia x bình cộng y bình cộng 1 để thành lũy thừa 3/2 cũng được cho nó gọn bớt, cộng 4xy. Và như vậy hệ số B mà tại điểm dừng 0,0 rõ ràng bằng 0, thay x bằng 0, y bằng 0 vào, các anh chị thấy là bằng 0 luôn. C đạo hàm riêng cấp 2 theo biến y. Mình lấy đạo hàm riêng cấp 1 theo y, đạo hàm lần nữa theo biến y. Y trên căn thì có dạng u chia v, đạo hàm là u phải nhân v. Trừ đi u nhân v phải. Căn u đạo hàm là u phải chia 2 căn u, nhớ là đạo hàm riêng theo y thì y bình đạo hàm là 2y chia 2 căn là y chia căn. Rồi chia cho u bình là x bình phương cộng y bình cộng 1. 2x bình y lấy đạo riêng theo y là 2x bình. Quy đồng mẫu thức ở trên tử là x bình cộng y bình cộng 1 trừ đi y bình phương trên cho x bình phương cộng y bình cộng 1 lũy thừa 3/2
cộng 2x bình. Đây hình như chỗ này sót ra, bổ sung may bổ sung ở đây trong cuối bài mà không phiền. Hai y bình này. Nhưng mà sau đó thay y bằng 0 thì các anh chị thấy là vẫn chỗ này thôi, sót cái số hạng. Như vậy bằng x bình cộng 1 chia cho x bình cộng y bình cộng 1 lũy thừa 3 phần 2 cộng 2 x bình. Vậy cho nên hệ số C mà tại điểm dừng 0, 0 rõ ràng các anh chị thấy là 1. Thay x bằng 0, y bằng 0 vào đây, rõ ràng chúng ta thấy là 1. Như vậy delta bằng A nhân C trừ đi B bình phương. Dĩ nhiên các anh chị tính delta bằng B bình trừ AC cũng được. Lúc đó cái dấu kết luận nó sẽ ngược lại thôi. A là 1, C là 1, trừ đi B là 0 đem bình phương, rõ ràng là 1 là dương. Và delta dương thì điểm dừng là điểm cực trị. Và chúng ta xét dấu với hệ số A là bằng 1 dương luôn. Nên hàm số đạt cực tiểu. Cực tiểu đôi khi còn gọi là giá trị nhỏ nhất địa phương ấy. Giá trị nhỏ nhất địa phương. Tại điểm dừng M00 và giá trị cực tiểu bằng Z tại 00. Xem thì Z tại 00 thì bằng mấy? Thế x bằng 0, y bằng 0 vô các anh chị thấy là bằng 1. Và thật ra với cái hàm này thì chúng ta dễ thấy 00 chính là giá trị nhỏ nhất toàn cục luôn à. Bài vừa rồi theo quan điểm của tôi là về mặt tính toán là cũng tương đối cực á, ha, không có dễ dàng. Tính đúng các đạo riêng cũng cực khổ. 4B. Trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo, một công ty sản xuất hai loại hàng hóa với đơn giá lần lượt là P1 bằng 11, P2 bằng 6. Biết hàm tổng chi phí hai loại hàng trên, tìm sản lượng Q1, Q2 mỗi loại hàng để công ty có lợi nhuận cao nhất. Cho mình nói là doanh thu.
Doanh thu ký hiệu là R. Loại hàng thứ nhất sản lượng là Q1 và đơn giá là 11. Như vậy 11 nhân với Q1. Loại hàng thứ nhì sản lượng là Q2 và đơn giá là 6. 6 nhân Q2. Vậy nhân đơn vị vị tiền ha. Lợi nhuận thường là ký hiệu là B ha. Q1, Q2 lợi nhuận, nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí thôi. Q1 cộng 6Q2 trừ đi hàm chi phí thì đề bài các anh chị thấy đã cho rồi đó, trừ đi 2Q1 bình phương, trừ đi 3Q2 bình phương, trừ đi trừ là cộng Q1 Q2, trừ đi 4Q1, trừ đi 2Q2. Như vậy bằng trừ 2Q1 bình phương, trừ 3Q2 bình phương, cộng Q1, Q2, 11 trừ 4 là còn 7, 6 trừ 2 là còn 4. Và tìm mà cực trị tự do của hàm này thôi. Tầm riêng của P theo Q1. Trừ 2Q1 bình lấy đạo hàm riêng theo Q1 là trừ 4Q1. Xem Q2 là hàng số. Q1, Q2 lấy đạo hàm riêng theo Q1 là Q2. 7Q1 lấy đạo hàm riêng theo Q1 là 7 cho bằng 0. Chú ý là 4Q2 đạo hàm bằng 0 rồi. Lấy đạo hàm riêng của hàm B theo biến Q2. Trừ 2Q1 bình đạo hàm bằng 0. Trừ 3Q2 bình đạo hàm là trừ 6Q2. Q1, Q2 lấy đạo hàm riêng theo Q2 là còn Q1. 4Q2 lấy đạo hàm là bằng 4. Còn 7Q1 đạo hàm bằng 0, đạo hàm bằng 0 rồi. Giải hai này Q2 là bằng 4Q1 trừ đi 7 trừ 6Q2 trừ 6 nhân với 4Q1 trừ 7 cộng Q1 cộng 4 bằng 0. Q2 bằng 4Q1 trừ 7. 6 nhân 4 là 24 trừ 24 cộng Q1 là trừ 23Q1.
trừ 6 nhân trừ 7 là cộng 42, cộng với 2, 42 với 4 là 46. Nghiệm cũng đẹp á. Q1 bằng 46, như vậy Q1 bằng 2. 4 nhân 2 8 trừ 7 rõ ràng còn 1. Điểm dừng là đẹp, số nguyên. Tam riêng cấp 2 của hàm bi theo Q1. Lấy đàm riêng lần nữa theo Q1 thì rõ ràng là trừ 4, và đây chính là hệ số A. Hệ số B bằng đàm riêng cấp 2 của hàm bi theo hai biến Q1, Q2. Đàm riêng lần thứ nhất theo Q1, lần thứ nhì theo Q2 rõ ràng bằng 1. C là bằng đàm riêng cấp 2 theo Q2, rõ ràng trừ 6. Delta bằng A nhân C trừ B bình phương. A là trừ 4, C là trừ 6, trừ đi B bình phương là trừ 1. 24 trừ 1 là 23, dương. Và hệ số A bằng trừ 4 âm. Vậy B Q1 Q2 đạt cực đại tại điểm dừng M. Q1 là 2, Q2 là 1. Do đó mình trả lời đề bài sao? Tìm sản lượng Q1, Q2 mỗi loại hàng để công ty có lợi nhuận cao nhất. Do đó, để công ty có lợi nhuận cao nhất, thì sản lượng cần sản xuất là Q1 bằng 2, Q2 bằng 1. Số 5. Câu A, giải phương trình vi phân y phải cộng x chia cho x bình cộng 1 nhân y trừ đi x chia x bình cộng 1 đem bình phương.
Đây thì chúng ta có chú ý lý thuyết là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Nó có dạng là y phẩy cộng với x nhân y bằng quy x. Và cái công thức nghiệm tổng quát là y bằng a lũy thừa trừ tích phân của px dx nhân với tích phân của quy nhân với a mũ tích phân của px dx dx rồi cộng c. Đây chính là nghiệm tổng quát. Như vậy mình nói đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Với PX là x chỉ x bình cộng 1 là hệ số đi với y. Quy x là vế phải trừ x chỉ x bình cộng 1 đem bình phương. Giờ chúng ta tính tích phân của PX để tích phân của x chỉ x bình cộng 1 để là thêm bớt số 2 1 phần 2 2x chia cho x bình cộng 1 để tích phân này các anh chị thấy là nó có dạng là điện tử là đạo hàm của dữ mẫu á. Thì chúng ta biết là bằng log na ba trị tuyệt đối của dữ mẫu. Một phần hai log na ba trị tuyệt đối, nhưng mà thật ra chúng ta để ý là dữ mẫu là nó dương rồi, cho nên mình để ngoặc đơn. Và ở đây chúng ta chỉ cần lấy một nguyên hàm. Giờ mình nói nghiệm tổng quát. Y bằng A lũy thừa trừ tích phân của PX dx nhân với tích phân của quy x nhân với A lũy thừa tích phân của PX dx dx cộng C. Tích phân của PX dx là 1 phần 2 log na 3, cho nên trừ tích phân của PX dx là trừ 1 phần 2 log na 3 của x bình cộng 1 nhân với tích phân của quy là trừ đi x chia x bình cộng 1 đem bình phương nhân với a lũy thừa tích phân của PX dx là 1 phần 2 log na 3 của x bình cộng 1 để cộng c. Đây chúng ta để ý là a mũ log na 3 của a là bằng a, còn a mũ trừ log na 3 của a thì bằng 1 chia cho. Chị để ý cho đó nha. Vậy cho nên
bình cộng 1 là x bình cộng 1 lũy thừa trừ 1 phần 2, nghĩa là 1 chia căn bậc 2 của x bình cộng 1. Nhân với tích phân, trừ đi x chia x bình cộng 1 đem bình phương. E lũy thừa 1 phần 2 log na 3 của x bình cộng 1. E mũ log na 3 của x bình cộng 1 là x bình cộng 1. Lũy thừa 1 phần 2 là căn bậc 2 của x bình cộng 1. Để không xa. Khó chịu đó. Một chia căn bậc 2 của x bình cộng 1 trừ đi tích phân, căn của x bình cộng 1 mà rút gọn với x bình cộng 1 đem bình phương thì dưới mẫu sẽ còn lũy thừa 3 phần 2 ha. X bình cộng 1 lũy thừa 3 phần 2 để cộng C. Ở chỗ đây thì có nhiều cách trình bày. Mình viết luôn đi. 1 chia căn của x bình cộng 1 trừ đi tích phân. Ở đây mình thêm bớt số 2 đi các anh chị. 1 phần 2 2x nhân với x bình cộng 1 lũy thừa trừ 3 phần 2 để cộng C. Viết như thế để chi? Để bây giờ tích phân này các anh chị thấy nó có dạng gì. Tích phân của u phẩy nhân với u lũy thừa alpha để u ở đây chính là x bình cộng 1, còn số mũ alpha chính là trừ 3 phần 2. Tích phân này thì các anh chị biết rằng là bằng u lũy thừa alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 cộng C. Tuy nhiên tổng quát thì như vậy, nhưng mà ở đây mình tích phân chúng ta chỉ cần lấy một nguyên hàm C coi như được kể chung ở đây rồi về hình thức. Cho nên là bằng 1 chia căn bậc 2 của x bình cộng 1 nhân với trừ đi 1 phần 2 u phẩy nhân với u lũy thừa alpha dx bằng u lũy thừa alpha cộng 1, tức là x bình cộng 1 lũy thừa trừ 3 phần 2 cộng 1 là trừ 1 phần 2 chia cho trừ 1 phần 2 cộng C. Trừ 3 phần 2 mà cộng 1 anh chị thấy là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 rút gọn với trừ 1 phần 2 đi là bằng 1. Lũy thừa trừ 1 phần 2 đưa xuống mẫu là thành lũy thừa 1 phần 2 là thành căn. 1 chia căn của x bình cộng 1 nhân với 1 chia căn bậc 2 của x bình cộng 1 cộng C. Nếu các anh chị nhân vô thì mình được 1 trên cho x bình cộng 1 cộng với C chia căn của x bình cộng 1 ở đây C thuộc R tùy ý, và đây chính là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đã cho.
toán cũng hơi cực chút so với toán C, thì theo quan điểm của tôi là cũng khó chịu quá. Câu 5B. Tìm hàm cầu D theo giá P. Biết rằng hệ số co giãn của hàm cầu D theo mức sản lượng Q. Là Q trừ 40 chia Q và mức sản lượng Q bằng 10 tại mức giá B bằng 6. Và có chú ý một chút. Hệ số co giãn. Ví dụ tôi dựa theo cái định nghĩa trong cuốn Toán cao cấp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, và tác giả là thầy Lê Văn Hốt. Đây, hệ số co giãn của hàm cầu theo giá bán được tính theo cái công thức này, quy phải theo P nhân với P chia Q. Hệ số co giãn của hàm cầu theo giá bán. Quy phải theo P nhân với P chia cho Q. Để tôi viết nguyên văn lại cái định nghĩa trong sách. Hệ số co giãn của hàm cầu được tính theo công thức. Đây cái ý nghĩa nè. Ví dụ lượng cầu QD của một loại hàng phụ thuộc vào giá bán P của nó như sau: QD bằng 6.000 trừ 2P. Thế thì các anh chị thấy rằng là khi mà giá bán mà nó tăng thì rõ ràng là nhu cầu về cái loại hàng hóa đó sẽ giảm đi. Chuyện đó hiển nhiên quá rồi. Và với cái trường hợp Q mà nó bằng 6.000 trừ 2P như thế này thì hệ số co giãn tính như thế nào? Đạo hàm của Q theo P là trừ 2. Nhân với P chia cho Q. Còn nếu mà mình thay cái P nó theo Q thì mình thế vào mình được cái biểu thức theo Q thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa là sao nè? Ý nghĩa của hệ số co giãn đó, ví dụ tại P bằng 2.000 thì thế vô các anh chị được epsilon D bằng trừ 2. Cái ý nghĩa của cái hệ số co giãn này là gì? Tại cái mức giá P bằng 2.000 thì nếu mà giá bán P mà tăng lên 1%,
thì lúc đó thì cái khối lượng cầu về cái hàng hóa nó sẽ giảm đi 2%. À, giá bán tăng lên 1% thì khối lượng cầu sẽ giảm đi 2%. Rồi, còn ví dụ như tại cái mức giá P bằng 1.200 ha, thì lúc đó mình thay P bằng 1.200 vô đây thì được epsilon D là bằng trừ 2/3. Thì được giải thích như thế nào? Hệ số này được giải thích như thế nào? Thì một cách giải thích như thế này. Khi giá bán P mà tăng lên 3% thì lượng cầu sẽ giảm đi 2%. À, thì đây là các cái ý nghĩa kinh tế. Những anh chị nào mà học bên các cái chuyên ngành về kinh tế sẽ hiểu được ha. Hệ số co giãn của hàm cầu thực ra theo giá bán hay là theo theo sản lượng thì tùy theo cái công thức này biểu diễn cái gì. Rồi, giờ giải nè. Ta có. Hệ số co giãn. Của hàm cầu theo cái ký hiệu của đề bài EQ, đề EQ Q trừ 40 chia Q. Như vậy là bằng Q phẩy. Theo P. Nhân về P chia Q. Từ đây dẫn đến Q phẩy chia cho Q trừ 40. Q phẩy chia Q trừ 40 sẽ bằng 1 chia P. Q phẩy này thì có thể viết là bằng DQ chia cho DP. Đây là một cách trình bày. Tóm lại là đây là cái bài ứng dụng đạo hàm trong kinh tế. Chung là cũng hay. DQ chia Q trừ 40.
bằng dp chia p. Tóm lại đây là phương trình vi phân tách biến hoặc là phương trình vi phân của biến số phân ly. Để giải phương trình này, các anh chị lấy tích phân bắc định hai vế. Tích phân của đề quy chia quy trừ 40 dễ thấy là log này 3 trị tuyệt đối của quy trừ 40 cộng với C1 đi bằng log này 3 trị tuyệt đối của P cộng với C2. Log này 3 của trị tuyệt đối của quy trừ 40 trừ log này 3 trị tuyệt đối của P là bằng C2 trừ C1, mình đặt là C3 này. Hiệu hai log là log của thương. Nếu có sai sót gì về mặt ký hiệu thì các anh chị chỉnh giúp ha, phát hiện và báo giúp. Quy trừ 40 chia P trị tuyệt đối sẽ bằng E mũ C3. Quy trừ 40 chia cho P bằng cộng trừ E mũ C3 và tôi đặt bằng C đây. Như vậy dẫn đến quy trừ 40 sẽ bằng C nhân với P và dẫn đến quy là bằng 40 cộng với C nhân với P. Rồi. Và giả thiết cho biết là tại cái mức giá P bằng 6 đơn vị giá đó thì cái mức sản lượng sẽ là Q bằng 10 đơn vị sản lượng. Nghĩa là gì? Nghĩa là 10 bằng Q tại 6. 40 cộng với C nhân với 6. Như vậy dẫn đến là 6C rõ ràng là trừ 30. Tương đương với C là bằng trừ 5. Vậy hàm cầu theo giá P là Q bằng 40 trừ đi 5P. Ở đây xong rồi đó, nhưng mà mình thử lại thêm một chút.
Quy là bằng 40 trừ 5P thì kéo theo quy phải là bằng trừ 5. Như vậy hệ số co giãn xi lăng D vậy nè bằng quy phải theo P nhân với P chia quy. Tính thử nó ra số liệu của đề bài. Trừ 5 nhân với giá P chia cho quy. Mà quy thì bằng 40 trừ 5P. Cho nên các anh chị thấy là trừ 5P mình thay bởi quy trừ 40 chia cho quy. Lý do là vì trừ 5P bằng quy trừ 40. Và hệ số co giãn như thế này thì nó có phù hợp với đề bài không? Quy trừ 40 chia quy là đúng nè. Phù hợp với đề bài. Tóm lại thì tới đây thì một lời giải cho đề thi cuối kỳ môn toán cao cấp C năm 2023 kỳ 1 của Đại học Sài Gòn tới đây là xong. Chúc các anh chị mọi chuyện tốt lành.